Chiều ngày 8 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước tại Quảng Ngãi. Thứ trưởng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ nỗi đau, mất mát của các gia đình, bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Trước đó, lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi cũng đã đến chia sẻ, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước, hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng. Theo thông tin được cập nhật đến chiều qua, ngày 8 tháng 8, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi cho biết, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân cuối cùng là em Trần Minh Chiến đã được tìm thấy cách bờ 50 mét. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân là em Trần Lê Nhật và Trần Thị Mỹ Hiền, cùng 18 tuổi ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Đây là ba nạn nhân của vụ đuối nước thương tâm xảy ra lúc 17h30 ngày 7 tháng 8. Vào thời điểm này, một nhóm thanh niên gồm 5 em rủ nhau xuống biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi để tắm. Trong lúc tắm biển, không may cả nhóm bị sóng biển cuốn. Người dân gần đó kịp phát hiện và cứu được 2 em. 3 em còn lại bị sóng biển cuốn ra xa và bị đuối nước, mất tích. Cả 3 em đều vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông và đã đỗ đại học. Các em đều là người thân trong gia đình.